Chào mọi người, hoan nghênh mọi người đã quay trở lại với tựa game Assassin's Creed Valhalla. Mình là Chit đây. Ui, mọi người có thấy cái kiếm thần nó phát sáng kìa, thấy không? Thấy nó sáng sáng không? Lẽ ra thì mình tính tới đây để gặp thằng nhóc Rera nhận nhiệm vụ hàng ngày, nhưng mà có vẻ như là bây giờ sau khi trở về, Sigurd đã triệu tập tất cả mọi người ở làng này vô trong nhà chính rồi, cho nên không thấy ai hết, kể cả mấy đứa nhóc luôn. Bắt buộc chúng ta phải tới đó. Không biết phát biểu gì đây, Sigurd giờ là chắc chắn sẽ phát biểu ấy. Không, tất cả mọi người đều bị triệu tập hết. Đấy, ăn mừng. Kìa. Sigurd Jarl, back where you belong. Đấy. Oh, ôi, em nhớ anh ấy người nè, anh cũng nhớ cậu nữa. Một hai lần, cái gì? Cậu mất một thời gian để tìm thấy tôi. Trong thời gian đó, đang thưởng thức ngai vàng của tôi à? Cái gì? Sao anh em đánh lức gì? Không có chuyện đó đâu, Rang biết. Anh Vi sẽ nói cho anh biết. Ồ, vậy sao? Vợ của tôi. Ta chắc là cô ấy sẽ là một trong những người nói sự thật. Còn Phu Kê đã làm gì anh rồi? Cậu không thể tưởng tượng được những gì ta nhìn thấy đâu, những gì mà ta học được đâu. Ta sinh ra đã là một vị thần, một vị thần chiến tranh. Ta biết mình là ai, ta biết định mệnh của mình, và cậu không thể hạ được ta. Bị con Phu Kê nó tẩy não rồi. Xin thứ lỗi, ta hơi mệt. Quá mệt mỏi vì những chuyện đã xảy ra rồi. Ta cần chút không khí. Đó, bây giờ bị con Phu Kê nó nói gì nữa. Đừng chờ anh ấy quay trở lại đi. Cậu nên nói chuyện với anh ấy. Tôi sẽ cố. Ôi, sao tới đây tự nhiên nó thấy nó làm Ranvi đẹp chứ vậy? Mấy lần trước thấy Ranvi có vẻ hơi lớn tuổi á. Mà mọi người nhìn Ranvi này biết thấy giống ai không? Thấy giống một nhân vật không? Một nhân vật chính trong phần Assassin's Creed Odyssey. Giống ai chưa? Cassandra đi. Chẳng qua làm hơi khác chút xíu thôi, nhưng mà mình theo mình thì giống tới 90%, chín mấy phần trăm luôn. Tìm và nói chuyện với lại Sigurd, thằng nhóc này nó đứng đây này. Giờ phải xong chuyện với Sigurd rồi mới làm được nhiệm vụ phụ, y mới làm được nhiệm vụ hàng ngày. Sigurd đi đâu rồi? Phía này à? Con Wolfga kìa. The Wolfga. So glad to see you. Ủa, mấy người này không đến dự buổi tiệc. Không phải ai cũng đến dự tiệc hết. Còn một số người chưa kịp. Phía trước rồi. Rồi, nơi này là nơi chôn những người đã ngã xuống mà. Tâm trạng của anh ấy không tốt rồi. Chắc chắn là con quỷ Phu Kê nó nói gì vậy. Giờ chắc là Sigurd đã biết mình là chuyển thế của thần Sti rồi. Cho nên nghĩ con mình là chuyển thế của thần không xem ai ra gì. Ta vốn là thần, chắc nghĩ thế. Anh làm gì ngoài này vậy? Em đang tìm anh đây. Sigurd. Dark
Đắc đã chết vì bảo vệ danh dự của mình à? Ừ, anh ấy đã nhận được. Vậy rồi ta làm thằng ngu. Danh dự không cần phải bảo vệ. Em đã đề nghị một đường khác, nhưng mà thôi. Đừng có nói gì quá khứ nữa. Nó qua rồi. Hãy để cho nó ngủ yên đi. Anh muốn thử cậu Eivor. Trong máu và lửa. You may think me less than I was, but this is not so. I am great. Bây giờ anh cảm thấy mình tuyệt vời hơn trước đây rồi. My mind is a wellspring of prophecies. Tâm trí của anh đã được mở rộng. Giấc mơ đấy. Nói cho anh biết anh thật sự là ai. Sigurd. Em muốn hiểu tất cả những chuyện này. Basim đã cho anh thấy. Ok cũng vậy. Cô ta đã nói sự thật đấy. Anh còn hơn cả một con người. Hơn cả một người trước đây. Rất khó để hiểu Eivor. Em có cảm nhận thấy không? Em không hiểu anh nói gì hết. Nhìn đi. Đây là khuôn mặt của một vị thần đấy. Em chỉ thấy người anh của mình và một người bạn tốt nhất của mình thôi. Tâm trí anh ở đâu vậy? Em chỉ là người phàm thôi. Nhưng con mắt của em chỉ nhìn được những gì nó thấy. Đi đi. Anh muốn ở một mình. Hãy trở lại buổi tiệc và uống vì anh đi. Giờ đúng là giờ coi mình như một vị thần thiệt luôn. Không biết trong đầu Sigurd có một người Sigurd bình thường và một linh hồn của Sti không? Giống như Eivor không? Hay chỉ duy nhất một cái linh hồn của thần Sti thôi? Cái này game không cho chúng ta biết. Mà mình nghi chắc chỉ có mình linh hồn của thần Sti thôi. Không phải ai cũng giống như Eivor giữ được linh hồn của mình nữa. Có vẻ như mình có thư mới. Báo lại cho Ranvi biết. Thư mới gì? Có thư của Soma không? Thư của Ake. Ake là cái anh chàng tóc ngắn mà lần trước đề nghị khuyên người kia quy hàng. Còn đây là thư của Bishop Derlap. Bishop ở đây mọi người có thể hiểu đó là một giám mục. Thôi, thư của hai gia này đọc làm gì? Chả cần. Thư của Soma tôi mới đọc. Thư của hai gia này đọc làm gì? Không có hứng. Đi. À cái này ghế ngay vàng này. Thôn. Good day. What happened yesterday? Hôm qua có chuyện gì vậy? Cậu và Sigurd không trở lại bữa tiệc. Và khi anh ấy trở lại thì anh ấy rất là lạ. Bọn này đã nói chuyện được một thời gian. Sigurd đã trách móc tôi vì tới cú chậm quá. Tôi không hiểu gì cả. Ít nhất thì anh ấy nói chuyện với cậu. Còn với tôi anh ấy không nói gì hết. Giờ sao? Đây là Sussex. Chúng tôi đã đốt cả khu ấy chỉ để cứu một người. Rồi, Sussex đã xong. Chinh phục được khá nhiều à. Game gần đến hồi kết rồi. Còn khoảng 3-4 chỗ thì chưa chinh phục rồi. Chọn luôn. I want to see the Alliance map. Giờ sắp mát. Mới làng level 5 rồi. Giờ sắp mát cho nên mỗi lần tăng ít lắm. Asset 1.6 2.2. Nhiều thế. 2.5. Sovit 1.9.
Lincoln.6. Có cái nào tăng làng không? Cái này chỉ lấy được bạc thôi. Cái này thì lấy được nguyên vật liệu. Chùm 6. Thôi thì lấy nguyên vật liệu trước đi. Lincoln C. What about Lincolnshire? Lincolnshire. A boisterous man named Hunwald arrived recently, wishing to speak with you on a matter of great importance, he said. Where is he now? Giờ anh ta ở đâu? Carousing with my scouts, xuống bến cảng đi. Quân giả thám của tôi đang ở dưới bờ sông. Họ sẽ cho cậu biết thêm thông tin. Ranby cũng cử rất nhiều quân giả thám cho nên mới biết được thông tin về những cái vùng đất này. I will meet him at once. Protect your ears. Ok, giờ chắc thì mình ra mình nhận những nhiệm vụ hàng ngày quá. Nhiệm vụ hàng ngày nói chung là nó cứ lặp đi lặp lại không à, cho nên mình quyết định là mình không có quay. Chủ yếu là lợi giết một cái mục tiêu nào đấy hoặc là đi săn một con thú. Mà đa số toàn là mấy con sói, con heo không à. Không có săn con nào mạnh hết. À, sẵn cho thầy giao đồ. Thăm là em kia luôn. Giao đồ. Đấy, chuyện của anh và Petra. Trời ơi, tôi rất vui khi nghe chuyện của hai người. Anh chàng này là em của cô Petra. Biết chuyện của mình với chị nữa. 10 con thú huyền thoại. Mình săn được mấy con nhưng mà nó không tính trong này. Có thời gian mình sẽ làm chuyện đó sao? Giao đồ nào. Đấy, giờ chúng ta sẽ giao 6 cái răng nanh của lợn rừng. Cái này thì mình giao rồi, nó để vô check là giao rồi. Để lấy được viên ngọc này. Viên ruồi nữa đây. Phải một viên. Còn giao gì được nữa không? Lần trước tôi săn hơi bị nhiều đấy. Cái này cái đuôi. Ôi. Vậy là phải săn thêm mấy cái mà mấy cái mình còn đang có nó không tính. Này da của con gấu ở ngoài Bắc Cực. Bóp phang mình có mà sao nó không tính ta. Rồi, hết rồi. Happy hunting. Nào, cô chị rồi. Đứng đây. Ở trong nhà luôn. Eivor, darling. Eivor, anh yêu. Rất vui được gặp anh. À, lâu lâu ghé hôn cá thôi. Just came to give you a kiss. Ghé đây để hôn em cá thôi. Ngọt ngào làm sao. Chung là em này không đến nỗi tệ. Nhan sắc cũng cỡ trung bình đi. Thêm bức tư mới nữa. Mà thư của Ranvi Asoma không? Thư của hai cha này đọc làm gì? Thôi. Hai cha đặt rửa rồi đọc làm gì? Trước khi lên thiên đình, chính xác là lên Asgard thì mình tranh thủ giao ít cá. Đây. Lần trước giao mấy con này rồi. Giao thêm cái nữa là chúng ta sẽ lấy được cái này. Không biết ngọc gì đâu. Giao thêm con nữa là đủ nữa. Một viên ngọc, một viên sâm. Mấy cái này, mấy con cá này hơi khó kiếm. Con này sống đâu? Ocean Fox Sen. I've never even seen this fish close up. Rồi, hết rồi. Thanks for the fish. Một cái sâm. Come back soon. Hồi nãy nhìn có một cái đồ trưng bày đây, Isigot kìa. What? Isigot sao giờ nhìn lạ, tóc đỏ ta. Nhớ Isigot đâu phải tóc đỏ đâu. Nhưng giờ nhổng tóc đỏ luôn. Ở đây coi. Những cái cây.
Rồi, giờ quay trở về Asgard nhé. The Wolfka, so glad to see you. Ôi, đứa con chàng này có bán người gì mới ý. Nice day today. Con người trắng tinh gì. Thêm một đống ngựa nữa này. Mà không thấy cái con nào đẹp hết. Ngựa trắng không đi. Còn thêm vô đốm đốm nhìn. Đây nè. Ngựa trắng này mình mua rò thôi. All done. I must be... Take care. Thôi qua gặp bà này. Gặp bà phù thủy Volka. Bài thầy đồng chứ. Uống loại thuốc xanh này để trở về Asgard. Bây giờ chúng ta không qua Jotunheim. Ở qua được. Mình mới vừa tới Jotunheim đây nè. Nhưng mà nó không cho đi thẳng từ Jotunheim về Asgard. Thôi uống thuốc này. Làm tốn thời gian. Mình cứ tưởng là có cùng đoạn các cảnh nào đi mà từ Jotunheim về Asgard. Rốt cuộc không có. Rồi mọi người để ý nha, lên tới Asgard là chúng ta sẽ trở thành Odin, mà Odin giờ còn có một mắt. Đã hy sinh một con mắt để có được cái kiến thức, thông tin, một cái thông tin gì đấy, một cái cách nào đấy để cứu Asgard khỏi ngài tận thế rất là rốc. Ronir bảo tôi là ngài ở đây. Sợi dây đã làm được rồi. Đấy, còn có một mắt kia chứ. Chuyện thì để hôm khác kể nhé. Cảm ơn anh. The cord will stretch or shrink to fit your needs. How tightly will it hold? The beast may resist. Con thú đâu phải bị nhốt lại. The cord, the stronger it will hold and the greater it will hurt. Till the beast is rooted to the ground. Thank you. Cảm ơn. I'm ready. You may go. Ta phải đi đây. You mean from Asgard, do you not? My debt to you is paid in full. Rồi, ông này muốn trả công. As promised. Đấy, trả được. Ông được tự do rồi đấy. Cảm ơn, Happy. I did not expect you to remember. Tôi sẽ luôn nhớ điều này. Anh tính đi đâu tiếp theo đây? Có ngọn núi Stavahem, ngọn núi của chúng tôi. Đó là nơi tốt nhất mà tôi sẽ đi. Thì cái Odin nhờ cái ông này chế một cái cọng dây mà không thể nào phá vỡ được. Đấy. Thì cái công chế dây thì sẽ giải thoát cho ông này, không bắt ông ở Asgard nữa. Và ông này ông đã chế thành công rồi. Đây giờ chúng ta không còn gì hết. Bạn qua đây để gặp nói chuyện với lại Sti. Thần Thi chính là người đang có cái linh hồn ở trong thân thể của Sigurd. Xa múc chỉ cái này. Wow, cái cầu Bifrost này. Cầu ánh sáng Bifrost. Anh đi đâu cũng xa thôi, phát chơi bồ mấy chỗ này cũng xa. Rồi đi đường thẳng luôn cho nhanh. Ui. Nhảy cẩn thận nha. Đừng để thần tối cao Harvey mà chết vì nhảy nhục. Ôi, ngoài mà máu kịp. Đây có ghe, đúng không? Có ghe. Ok, đi gì cho nhanh. Mà vô lý thần Odin phải bay được chứ.
hoặc là dịch chuyển nhanh được, người bắt đi bộ mới đau. Không biết thần thi đang làm gì đây đây. Thằng kia này theo mình nhớ hình như là cũng là con của một người khổng lồ rồi đấy. Một người khổng lồ đầy quyền năng. Còn người đó tên gì thì thua, không nhớ. Và trong phần này thì là Si là một người bạn, chứ không phải là con của Hoàng Ngũ Điên. Trong các phiên bản khác thì nói là con, nhưng phần này là bạn thôi. Không biết ông đang làm gì đây. Nhìn ở đây thấy ảm đạm chứ, ánh sáng cực quang đẹp. Đây có nào hồi máu không? Leo cao nữa. Ông này ông làm cái gì trên đó vậy ta? 180 mét. Rồi, đoạn này phải leo rồi. Đừng nói một mình Loki phản bội là đủ rồi nhé. Đừng nói thêm ông này phản bội nữa à. Ông này lần trước mình giao cho ông cái nhiệm vụ canh gác, canh giữ con Fenrir, con của Loki, con sói ấy. Không biết ổng có nhốt nó hay không, hay là thả nó ra nữa. Gì à? Anh ở gần đó à? Đừng nói thả cho nó chạy nữa đi. Đâu vậy? À, dưới này làm cái gì leo. Trong hang này. Không phải trong hang. Trong cái hang này lần trước mình tới đây mình lấy viên ngọc. Đi có máu, có máu đó. Mới 4 mà kén ăn cho full lên 6 luôn. À, nó tròn đống máu đây là mọi người hiểu rồi đúng không? Nếu chúng ta sắp làm cái gì rồi đúng không? Full 5 giờ mình phun máu tới 6 luôn, ăn cho phun luôn, chuẩn bị đánh boss nha. Rồi đâu, tôi bảo ông nhốt con Fenrir, giờ ông để nó đâu rồi? Có dây chói rồi đây. Harvey, con mắt của ngài, có chuyện gì vậy? Một sự đi sinh để đổi lấy thứ tốt đẹp hơn. Con sói đó gần đây không? Có, nhưng mà nó đang lớn dần lên. Đáng tiếc là tôi không làm chuyện đó được đâu. I knew from the start this wolf brought ill tidings. From the start it was a kind creature. But our mistrust and cruelty had robbed the poor wolf of its sweetness and life. Would it be a kindness to kill it then? Ông này ông tiếc thương, ông không muốn nhốt con đó. This wolf has power now that would test our strengths combined. I fear he is possessed of a power that renders. Tôi sợ là bây giờ nó đã đủ sức mạnh. Then we will offer him a different fate. This cord is unbreakable. Vậy chúng ta sẽ đề nghị cho nó một cái định mệnh khác. Bắt nó phải chịu trói. Đấy. Việc này sẽ giúp cho nó an toàn. A beacon, that is all. No harm will befall the poor Fenrir. Yên tâm, tôi không có làm hại cho con Fenrir tội nghiệp của ông đâu. Fenrir, yes. Fenrir, đúng rồi. You know the creature's name. Ngài biết tên của sinh vật đó, Loki kể cho ngài nghe. Hắn đã làm thế, nó có cái tên tốt đấy. Một cái tên hay để kể cho một câu chuyện. Câu chuyện về ngài thần thế. Fenrir. Kể yên cho ta. I wish you well, Great Wolf. But a fear still hangs over Asgard. The Æsir. Những người Æsir
Đó là sự phát triển của ngươi. Hỏi nó bự khiếp chưa? Giờ họ tính làm gì? Mới mấy lần, một thời gian ngắn mà nó to khiếp. Họ sợ gì từ ta? Hả? Ông bạn cũ, ông bạn già. Đấy, Harvey đã mang một cọng dây chế bởi người Lùng. Đeo nó và ngươi có thể sống ở Asgard mà không cần có gì phải lo lắng. Ta ngửi thấy mùi gì đó. Đeo cái này đi và trở về Jotunheim. Không có đường nào khác đâu. Con trai của Loki, đã biết chuyện này không công bằng cho ngươi. Chúng ta đều như thế cả, ngươi và ta. Nhưng mà chúng ta, ta tin vào vua của chúng ta. Mọi người hãy tin vào ta đi. Mở miệng ra. Ngươi có thể lấy tay ta để làm một tin. Công bằng. À, nó ngậm tay để cho Odin chối nó lại. Thằng Ti này nổi tiếng dũng cảm mà bị đâm chiến trận đấy. Ôi. Nó đốt ta. Chuyện gì vậy Harvey? Nó dối. Cởi chối cho nó đi. Chỉ chối nó lại rồi Harvey. Đứt tay luôn. Cho nó đeo vòng dây này giống như cho Tôn Ngộ Không đeo vòng dây gì vậy? Đeo vòng kim cô hả? Người phải chết. Trời, 280 đỏ kiếm. Đỏ kiếm. Con này không có nhược điểm. Người nó có hoa văn gì kìa. Ây da. Ghê. Đồng khổ luôn. Được. Đâu rồi? Ôi. Bốc lửa lên. Hổng lão với ai? Hổng lão gì ai? Đào đi. Còn hổng láo dài hả? Bắn vô cái điểm đỏ nó mới tốn máu. Lại núp. Ở đây nó cho nhiều máu lắm. Tính chơi siêu gì? Động thổ hả? Lại nữa. Úi. Tí chết. Ghê vậy. Làm phát gần đầy cái máu luôn. Mấy cái chân nó là điểm yếu. Đinh con mộng. Không được, con này phải đổi cái này cho nhanh. Thank you.
Cái kiếm đánh gần quá không được. Tình thủ nó đi động thổ, chúng ta đi lầm màu. Ây da, trốn thiệt. Sao vậy? À, bị nó cắn, trời. À, con này cũng mạnh kiếp kìa. Bây giờ nó vẫn còn khá mạnh hơn so với mình đấy. Chịu động khổ thì khó đối phó quá. Bị gì? Hết máu luôn rồi. Nghèo lên nữa đó. Nó bị lỗi gì vậy? Game lỗi lắm thôi. Where did you hear these words of prophecy? Oh. Sao lại tuy nhiên đang vô đông tiếp không cố lên nào, máu 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 máu. Vào rồng, chạy. Trời. Ây da.
mày. Mày. Có máu không? Hên, hết máu rồi. Lại chơi chiêu này. Ôi da. Của nó rồi. We'll fight one another, kill one another. You speak in riddles. The home of the gods turns red. Red with blue. Kìa. Cố gắng né hết mấy đòn này mới được. Trả máu là sao? Lại chơi chiêu hèn đi. Lần này phải giết tụi mày. Đã giờ bị nó giết 5-6 lần rồi. Where did you hear these words of prophecy? Mày gì vậy con?
chả máu lại tao. Ôi, né ra, né ra. Cắn đầu quá. Then comes the second great sorrow, when the Havi goes to fight the wolf. How do you know these things? This is the tale that tell us. Each night in the cold and dark, I sleep, taste in your flesh. Tranh thủ lấy máu nhanh. Đó rồi. Mày này. Nhanh lên, nó sắp chết rồi. Ôi mày chết chắc con chó. Rốt cuộc cũng giết được nó. Đây là chắc lần thứ 7, thứ 8 rồi. Này không giết được mà chỉ trói nó lại rồi. Chết 7-8 lần mới giết được nó. Khó kiếp. Còn thở hơn cái con gấu.
Con này lực chiến nó có 208 mà đánh khiếp thiệt. Giờ quay lại nói chuyện với thằng kia. Bị nó cắn cục một tay rồi. Thằng mà không chết được đâu. I could not strike the killing blow. All my oaths remain unbroken. Anyone lesser would have succumbed to his hatred. Ông này vẫn còn giận. Nếu mà ta có một cách nào khác, giận mình cái vụ mà nói dối, ta chỉ chói nó là thôi, không có giết nó đâu. Không còn cách nào khác đâu, Harvey. Định mệnh của chúng ta phải được sửa lại. Dù có định mệnh hay không, thì ta cũng đã hy sinh bản thân rồi. Này không phải vì ngài. Đừng có nghĩ chuyện này sẽ khiến chúng ta trở thành bạn. Ta sẽ giết các người, tất cả các người. Người sẽ không làm đó được, làm được đó đâu, một trai của Loki. Đi nào, ông bạn già. Hãy để cho Freya chữa vết thương trên cánh tay của anh. Con này khó đối phó thiệt. Lực chiến của mình 240 mấy vẫn chưa đủ. Chết chất động khoảng 60 lần. À, lại bà của bà tiên tri nữa. Đến để nói những gì ta đang sợ gặp. Không phải nói mà cho ngài thấy. Khi thời gian đến, to believe that you could remake your fate thus. For all your efforts, for all your struggles, the threads of fate still bind you as tightly as ever. And yet, from this pattern, a single strand escapes. Mấy bà này, bà nói là cho mình thấy một cái giấc mộng sự thật. Asir, Vanir, ngày tàn của các người đã đến. The sun will die. Jötnar will stalk your streets as fire rains upon your heads. And the great Fenrir will feast upon your blood. But you have found a way to live beyond this terror. Let it flow. To cheat your death. À, mình đấy, ấy, mình lẩu điên đi. To the life tree we shall one day return. Mind and spirit will surge to a time far beyond your own. To a time in which you shall be reborn. Đây đây nè, đây là cái cảnh khi Asgard bị hủy hoại đó. Mọi người uống thứ thuốc, sau đó chết đi và được tái sinh dưới một thân xác khác. Tới lúc đối mặt với định mệnh của chúng ta rồi. Ngầu chưa? Đây là viễn cảnh của giấc mơ tương lai đấy. Vậy là mọi người đã hiểu tại sao linh hồn của Odin lại trú ngụ trong thân xác của Eivor chưa? Hay. Rồi, câu chuyện của hai quan đến đây là chấm dứt. Hôm nay không phải là ngày ta chết đâu. Báo cáo của Heimdall cũng là con của Odin. Giờ là hết nhiệm vụ trên Asgard rồi mọi người ơi. Bao chục giây uống lời thuốc để thăm lại Asgard đang ở trên Asgard đấy. Là chắc là cái nhiệm vụ chúng ta đang làm á, bây giờ tỉnh lại thôi. Sau khi uống cái loại thuốc đó thì những cái vị thần trên Asgard sẽ hy sinh và sau đó sống lại với một cách khác. Linh hồn của họ sẽ tạm thời trú ngụ trong thân xác của một phàm nhân. Đó là trường hợp của Eivor nha. Còn trường hợp của những vị thần khác thì mình không rõ là họ có trú ngụ hay là họ chuyển thế luôn. Giống như trường hợp của Sigurd với lại Basim ấy. Đây không còn gì để làm rồi. Thức tỉnh thôi, thức dậy thôi. Giờ xong câu chuyện trên Asgard.
chung là vậy cũng được rồi. Eivor, anh đã thức tỉnh rồi. Tôi hy vọng là anh sẽ chia sẻ gì đó. Tôi đã trở lại Asgard. Và anh đã thấy gì? Đây nè. Tôi đã trói lại cái con sói khổng lồ. Tôi trói con sói Fenrir đó, con trai của Loki, bằng một sợi dây không thể phá vỡ được. Con sói đó đã cố gắng chống trả, nhưng mà tôi không thể giết được nó. Đấy, anh đã ở trong một huyền thoại rồi. Không ngờ nó lại có thật. Nó vẫn sống trong ký ức của anh. Mỗi khoảnh khắc ở đó, tôi có cảm giác mình đã thật sự trải qua. Thật là tuyệt vời. Còn gì nữa không? I betray kia, có nghĩa là tôi phản bội thần kia. Cái này dùng từ phản bội cũng không, mình thấy là không chính xác lắm. Tại vì mình vẫn giữ lời hứa là không giết, không giết cái con Fenrir mà, chỉ chối nó lại thôi, để ngăn nó kiểu mà ngăn nó làm hại thôi, chứ đâu có gì đâu mà phải dùng từ phản bội. Đó là một sự phản bội. Tôi đã phản bội bạn của tôi, Tyr, khiến cho anh ta bị mất cả cánh tay. Lẽ ra tôi nên cảnh báo nãy, nhưng mà không. Anh cảm thấy thế nào? Cái cảm giác nó giống như uống rượu độc. Anh còn thấy gì nữa? À, cái phản bội ở đây là mọi người biết giờ. Lẽ ra khi mà thần Tyr bỏ tay vô miệng của con sói Fenrir, chúng ta nên kiểu mà cảnh báo. Nhưng mà Odin sợ là cảnh báo thì con sói Fenrir nó sẽ biết, nó không chịu để cho mình trói lại. Trên cái đây là dùng từ phản bội. Cuối cùng thì tôi cũng đã thấy được Ragnarok, tất cả chìm trong biển lửa. Nhưng mà chúng tôi đã chuẩn bị trước khi cơn bão đã tới. 8 người chúng tôi đã uống cái loại rượu đó và để chống lại cơn hỗn loạn. Còn gì nữa không? Hết rồi. I can make sense of no more. I see. The thrust of these visions seem clear to me. Hay, giấc mơ đã rõ ràng rồi. First reverie, đầu tiên, tôi sợ là sẽ có sự phản bội trong anh. Odin đã cho anh một món quà kia, cho anh thấy thứ đó. Có lẽ câu chuyện của ông ấy là một lời cảnh báo đấy. See that you do not follow this same road. Nhưng mà hai người sẽ không đi cùng một con đường đâu. Con đường mà anh đi có lẽ nó còn tệ hơn cả cái chết này. Tôi hiểu rồi. Hoặc hy vọng là tôi hiểu. Cảm ơn bà Volka. Hay, công nhận cốt truyện trên này hay. Cái chuyện mà Sigurd mất cánh tay là giống như thần Tyr mất cánh tay cũng là sự phản bội, nhưng mà cái này là hơi lừa gạt thôi chứ không tới nỗi phản bội. Chắc bây giờ Sigurd đang nghĩ mình là thần Tyr, có khả năng cũng sẽ bị một người huynh đệ phản bội và đang nghi ngờ Eivor phản bội. Ok, mình nghĩ tập này tới đây được rồi. Tập này nói chung là cũng khá là vất vả, nhưng mà chúng ta cũng đã vượt qua. Nếu thấy hay, mọi người nhớ like, share và nhấn vào nút chuông đăng ký để ủng hộ mình. Hẹn gặp lại. Bye bye.